Chị tư Jenna Ortega ám ảnh một điều sau khi đóng Wednesday hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Vì thường xuyên phải hóa trang đậm để đóng phim kinh dị nên Jenna luôn cảm thấy lo lắng, thậm chí là ám ảnh mỗi khi làn da gặp vấn đề. Chính vì thế cô đặc biệt quan tâm đến khâu làm sạch da. Nữ diễn viên tiết lộ cô phải thay vỏ gối thường xuyên để hạn chế tối đa nguy cơ nổi mụn. Bản thân bảo tôi nên giặt khăn trải giường ra vỏ gối mỗi tuần một lần, điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi dần nhận ra rằng thói quen nhỏ này thực sự có tác động lớn đến làn da. Ngôi sao phim Wednesday cho hay. Cô cũng cho biết do tính chất công việc nên rất chú trọng khâu làm sạch sâu cho làn da vào cuối ngày. Tôi đóng nhiều phim kinh dị và làn da của tôi không chịu nổi máu giả ở phim trường nên thường xuyên bị nổi mụn. Đó cũng là lý do tôi làm sạch và dưỡng ẩm da rất nhiều. Tôi cũng luôn bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài, Jenna nói. Nữ diễn viên người Mỹ cũng tiết lộ mẹ là người đã dạy cô thiết lập thói quen chăm sóc và nhất quán các bước skincare. Tôi dễ bị ám ảnh bởi một thứ gì đó và từ bỏ nó sau một thời gian. Vì vậy mẹ đã dạy tôi phải xem việc chăm sóc da như một thói quen khó bỏ, nếu không da tôi thường xuyên nổi mụn. Jenna cũng thường dùng cây lan ngọc bích để giúp gương mặt bớt phù nề sau một đêm khó ngủ. Nói về làm đẹp, Jenna khẳng định không có tiêu chuẩn chung nào cho vẻ đẹp của con người. Mọi người đều cảm thấy như họ phải vẽ lông mày theo cùng một cách. Phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ về xu hướng trào lưu, nhưng vẻ đẹp là chủ quan, khuôn mặt của bạn là bức vẽ của bạn. Đừng cảm thấy phải ăn diện làm đẹp theo một cách nhất định nào đó. Jenna Ortega sinh năm 2002, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 6 tuổi. Jenna đã góp mặt trong hàng loạt phim như Stalking the Middle, You, Yesterday, It, Scream. Gần đây nhất, cô thêm nổi tiếng nhờ đảm nhận vai chính Wednesday trong series phim cùng tên do Netflix sản xuất. Bên cạnh tạo hình, khả năng diễn xuất và biểu cảm của Jenna xuyên suốt bộ phim kinh dị được giới chuyên môn lẫn khán giả dành nhiều lời khen ngợi. Theo Hollywood Reporter, ngay trong tuần ra mắt, Wednesday nhanh chóng dự kỷ lục phim nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix. Bộ phim hiện đạt 341,2 triệu giờ xem toàn cầu, vượt Stranger Things 4. Sau thành công rực rỡ của bộ phim, nhiều khán giả đã kêu gọi NSX cho ra mắt thêm nhiều phần phim về thành viên của gia đình Adam. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với Vulture, giám đốc điều hành Netflix Peter Freylander đã hé lộ hàng loạt phim có nhiều nhân vật thú vị và nếu phát triển tốt, loạt phim có thể mở ra một vũ trụ phim phụ. Tôi ước tôi có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn, tôi lạc quan nhưng không có gì để nói ngay bây giờ, tôi muốn có thêm nhiều phần phim nữa. Trong khi Wednesday chờ đợi gia hạn phần 2, Netflix có thể thực hiện ngoại truyện về các nhân vật tiềm năng, chẳng hạn như Gomez và Morticia Adam trong thời gian họ ở Nevermore. Wednesday đã khai thác quá khứ của họ rất tốt khi bí ẩn về vụ án Gareth Gates tập trung vào Morticia và Gomez, nhưng phải có nhiều câu chuyện hơn về họ. Một phần ngoại truyện dài đầy đủ hoàn toàn có thể thể hiện nhiều hơn về các nhân vật và cuộc phiêu lưu của họ. Sẽ rất thú vị khi xem một phần phim về Bursley, thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Bursley không có nhiều cơ hội tỏa sáng trong Wednesday. Cậu ra mắt khán giả trong phân cảnh bị nhồi nhét trong tủ đựng đồ và với việc Wednesday khăng khăng rằng cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, cậu bị bỏ lại phía sau cho những kẻ bắt nạt. Một loạt phim song song thể hiện những ngày đầu không có chị gái bảo vệ có thể mang đến cho Bursley cơ hội phát triển tốt. Ngoài ra, Fred Armisen đã chứng minh rằng anh là một chú Fester hoàn hảo. Mặc dù anh ấy không xuất hiện thường xuyên trong Wednesday, nhưng anh ấy vẫn mang trong mình rất nhiều sự hài hước và bóng gió về các vấn đề xã hội. Một số khám phá các vấn đề pháp lý và cuộc phiêu lưu của anh ta trên đường chạy trốn chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị. Dù là nhân vật nào đi chăng nữa thì có vẻ như mọi nội dung xoay quanh gia đình Adams trong Wednesday đều được khán giả chào đón.